Trong những ngày trời quang mây tạnh, từ bãi biển thành phố Hội An, chúng ta có thể nhìn thấy rõ Cù Lao Chàm. Quần đảo này còn có tên gọi Pulo Siam, chim bất lao, tim bích la. Với diện tích hơn 15 km vuông, nằm cách Hội An gần 20 km về hướng đông đông bắc. Cù Lao Chàm có quá trình phát triển hàng ngàn năm với những di tích kiến trúc nghệ thuật độc đáo cùng với những giá trị văn hóa nghệ thuật được bảo lưu bao đời nay. Nói đến Cù Lao Chàm là nói đến cảnh quan phong phú về đa dạng sinh học gắn với môi trường sinh thái biển đảo đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ra lao đóng lụi thật dài, chờ cho khô lá xuống tay chực nờm. Chỉ với câu ca dao lục bát, cư dân bản địa đã khái quát 8 đảo là hòn khô mẹ, hòn khô con, hòn lá, hòn mồ còn gọi là hòn lụi, hòn dài, hòn lao, hòn tai và hòn nờm, hay còn gọi là hòn nồm, hòn ong. Trong đó, hòn lao là nơi duy nhất có cộng đồng dân cư sinh sống với chính bãi biển trong xanh, cát trắng mịn màng. Đó là bãi bất, bãi ong, bãi làng, bãi xếp, bãi chồng, bãi bìm, bãi hương, bãi tra và bãi nần. Nằm trong tuyến trình du lịch con đường di sản miền Trung, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Bỉ Sơn, Cù Lao Chàm đã và đang là điểm đến có sức cuốn hút mạnh mẽ. Hàng năm có đến hàng trăm ngàn du khách đến tham quan du lịch. Hiện nay, Cù Lao Chàm đang tiếp nhận những dự án lớn đầu tư, kiện toàn cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xứng tầm là trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời cũng là nơi nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, liên kết đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị. Thiên nhiên đã dành nhiều ưu ái khi tạo cho Cù Lao Chàm nhiều cảnh đẹp thơ mộng hiếm có. Chính bãi biển hoang sơ và quyến rũ, nước xanh, cát trắng, nắng vàng, sóng nhẹ lăn tăn sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư giãn tuyệt vời. Rạn san hô là dạng đặc thù của vùng biển nhiệt đới và cũng mang nét điển hình tiêu biểu của vùng biển đảo Cù Lao, là một trong những nơi có rạn san hô quý của Việt Nam và khu vực. Cù Lao Chàm có 311 hectare rạn san hô, trên 300 loài thuộc 59 giống của 15 họ san hô cứng, 15 loài thuộc 11 giống của 6 họ san hô mềm, 3 loài thủy tức san hô, 1 loài san hô xanh, 2 loài san hô gai. Rạn san hô là nơi sinh sống của 200 loài cá thuộc 85 giống 36 họ, bao gồm 39 loài cá thia, 33 loài cá bàn chài, 19 loài cá bướm, 12 loài cá đuôi gai, 12 loài cá mó, 6 loài cá dìa, 6 loài cá mú. Tất cả tạo nên một sinh cảnh đại dương đa sắc màu, tuyệt mỹ và hấp dẫn. Là một trong số rất ít đảo của cả nước còn giữ được thảm thực vật có độ che phủ lớn, rừng Cù Lao Chàm lưu giữ được nhiều nguồn gen động vật, thực vật quý hiếm. Nhóm cây làm thuốc có 116 loài: hoàng nan, cọ xước, bách lộ, lạc tiên, mã đề, gừng. Nhóm cây cảnh tại sườn đông bắc có thảm phong lan với loài huyết nhung tía thuần chủng. Tại sườn đông nam có những cây tuế sống vài trăm năm, khá bắt mắt. Ngoài ra còn có cây vong nem đường kính gần 2 mét và một số loài đa có rễ bám sâu vào vách đá hoặc quấn quanh thân cây gỗ khác, tạo nên hình ảnh sơn nguyên lạ mắt ưa nhìn. Lớp phủ thực vật tương đối tốt đã trở thành nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm, gồm 12 loài thú, 13 loài chim, 130 loài bò sát.
Trong đó, chim yến và khỉ đuôi dài là hai loài đã được đưa vào sách đỏ động vật Việt Nam. Rừng nguyên sinh chiếm 95% diện tích trên đảo đã thật sự trở thành điểm trải nghiệm đầy hấp dẫn đối với du khách đam mê loại hình du lịch sinh thái. Hang yến nằm trên các đảo đá, trong các khe nứt cao hàng chục mét là nơi chim yến lưu trú làm tổ. Tổ yến được làm từ nước bọt của loài chim này, rất đắt giá, thường được gọi là vàng trắng và xếp ở vị trí đầu tiên trong bát trân. Tổ yến hay còn gọi là tai yến có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều loại axit amin và các nguyên tố vi lượng, được y học cổ truyền xem như nguồn dược liệu quý hiếm, có công dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Hang yến là điểm tham quan cực kỳ thú vị đối với khách du lịch khi đến với đảo xanh Cù Lao Chàm, đặc biệt là du khách đam mê loại hình du lịch nghiên cứu và mạo hiểm. Đây cũng là điểm tham quan chính trong tuyến tham quan về chim yến. Lưu trú cách đây trên 3.000 năm và đã có quan hệ giao lưu buôn bán với các nước Trung Cận Đông, Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á cách đây 1.000 năm. Trải qua các thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Ba, Đại Việt, Việt Nam, cư dân Cù Lao Chàm đã không ngừng giao lưu, tiếp biến, phát triển, tạo nên một sắc thái văn hóa biển đảo đa dạng và phong phú, riêng có và độc đáo. Những kinh nghiệm xã hội, ngành nghề, những truyền thuyết, truyền kể dân gian, những làn điệu hát ru, hò khoan, mã trạo, những lễ hội sự kiện, phong tục tập quán của cư dân biển đảo đã thể hiện trí thức bản địa, chất văn hóa tín ngưỡng mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Hai mươi lăm di tích tín ngưỡng tôn giáo như chùa Hải Tạng, giếng cổ xóm Cấm, đình Tiền Hiền, lăng Ngư Ông, lăng Tổ Nghệ Yến, đồng thời cũng là những công trình kiến trúc nghệ thuật có niên đại từ thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ 20, đã minh chứng truyền thống văn hóa lâu đời của vùng đảo Cù Lao Chàm. Đến với Cù Lao Chàm, các bạn không thể không đến thăm chợ đảo, một kiểu chợ riêng có trên đảo Cù Lao. Từ lúc bình minh, chợ chồm hổm trên bến dưới thuyền với đủ các loại hải sản mực, cá, ghẹ, ốc, cua đá, rau rừng, lá uống đã tụ tập đông đủ. Kẻ mua, người bán, lời chào mời, hỏi giá tạo nên sự nhộn nhịp rôm rã một góc đảo. Bên cạnh đó, du khách có thể thăm chợ đảo chuyên mua bán hải sản, rau củ quả và các hàng hóa đặc trưng của cộng đồng địa phương vào lúc muộn hơn tí chút. Điều đặc biệt của chợ đảo Cù Lao Chàm, người dân tại đây đi chợ bằng giỏ nhựa hoặc các vật dụng thay thế như lá chuối, bao bì thân thiện với môi trường, chứ không sử dụng túi ni lông. Chợ đảo chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn cảm giác là lạ, vui vui, thích thích. Cù Lao Chàm Hội An được UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 26 tháng 5 2009. Với những giá trị đặc trưng nổi trội về đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là một minh chứng rất điển hình, rõ nét về sự giao thoa tương tác giữa thiên nhiên và con người trong công cuộc bảo tồn và phát huy những giá trị mang tính toàn cầu. Ngày 13 tháng 12 2006, Bộ Văn hóa Thông tin phê chuẩn quyết định số 96/2006 công nhận 7/25 di tích tại Cù Lao Chàm là di tích cấp quốc gia. Đó là di tích Bãi Ông, di chỉ Bãi Làng, giếng cổ xóm Cấm, chùa Hải Tạng, đình Tiền Hiền, lăng Ngư Ông và lăng Tổ Nghệ Yến.
Cù Lao Chàm có những tour tuyến du lịch sinh thái hấp dẫn, cảnh quan sinh thái dưới biển, cảnh quan sinh thái ven biển đảo, cảnh quan sinh thái trên núi hoặc đến với các di tích gắn liền với cuộc sống, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của cư dân đảo hoặc cùng ngư dân trải nghiệm cuộc sống đời thường rất phong phú và đa dạng. Chúng tôi xin giới thiệu một số tour để du khách tùy chọn. Tour cảnh quan sinh thái dưới biển, xem san hô bằng thùng đáy kính hoặc thuyền đáy kính. Du thuyền quanh đảo, ngắm cảnh quan sinh thái quanh hòn Lao, núi đá hùng vĩ mang nhiều hình tượng tự nhiên như những tuyệt tác của tạo hóa. Mũi tráng quỷ, hòn tai, hang bà, ông già câu cá. Du ngoạn trên biển bằng thuyền thúng từ bãi làng đến bãi chồng, vui cùng sóng nước biển khơi, tắm biển trong xanh. Tour cảnh quan sinh thái ven bờ đảo. Tour mạo hiểm. Đi dọc những bãi triền đá ven đảo, trên những bờ đá gốc, thềm đá mài mòn từ bãi làng đến bãi hương để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên hùng vĩ của những bờ đá, khám phá cuộc sống của các loài ốc như vú sao, vú nàng. Tour cảnh quan sinh thái trên rừng, tham quan chuyên về chim yến, đời sống chim yến, lưu trú, làm tổ, thăm hang yến, tìm hiểu về nghề khai thác, sản phẩm tổ yến, viếng lăng tổ nghề yến, thưởng thức chè yến, rượu trứng yến. Lên núi tham quan hồ Bìm, khám phá viên ngọc xanh bí ẩn giữa núi rừng Cù Lao. Đi bộ đường núi từ bãi làng đến bãi hương dài khoảng 5 km để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng cùng những âm thanh ve kêu, chim hót, cu gù. Tour khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống. Quý khách sẽ đến nhà đón tiếp trung tâm văn hóa truyền thống bảo tồn biển, giếng cổ sóng cấm, chùa Hải Tạng, chợ đảo. Tại nhà đón tiếp trung tâm văn hóa truyền thống bảo tồn biển, đền Tiền Hiền, lăng Ông Ngư, chợ đảo. Trong tour trải nghiệm khám phá, quý khách sẽ được một ngày làm cư dân làng trại trên đảo, khám phá cuộc sống cư dân thân thiện, hiền hòa, mến khách, lưu trú nhà dân và sinh hoạt thường nhật như vá lưới, đan lưới, dọn dẹp nhà thuyền, xổm ghe, thuyền, kéo thuyền lên bờ, hạ thủy. Khám phá ngư trường đánh bắt. Sống cùng sóng gió, sao trời, cùng ngủ nghỉ giữa biển khơi, cùng thả câu, kéo lưới, thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên màn thuyền cùng ngư dân. Du lịch Cù Lao Chàm luôn luôn quan tâm đến quyền lợi du khách, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn thoải mái, thư giãn, tận hưởng. Rất mong các bạn quan tâm đến những lời đề nghị của chúng tôi, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Không mang túi ni lông ra đảo. Mặc áo phao khi đi tàu thuyền. Tắm biển trong khu vực khoanh vùng. Không dẫm đạp làm gãy san hô. Không sử dụng cua đá, không có dán nhãn sinh thái. Không đánh bắt hải sản trong vùng cấm. Ban quản lý của bảo tồn biển Cù Lao Chàm chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn.